Mến chào quý vị và các bạn đến với kênh Lộc Hưng miền Tây. Hôm nay mình có được một gỗ cốc nè. Hiện tại bây giờ đang bước vào mùa thu hoạch trái cốc nè nha. Ở đây mình có một ít cốc. Đây là cốc ta bình thường nè nha, trái nhỏ nhỏ thôi. Và mình có một ít cái trái cốc cày to gấp hai trái cốc ta của mình nha. Và cái vấn đề hôm nay mình muốn chia sẻ là cách để gọt cái trái cốc này nè, để lấy cái thịt bên trong mình ăn, đặc biệt là ăn được hết 100% luôn nha, không có bỏ nha, và không có bị dính xương, không có bị vướng dấp trở ngại khi mình gọt cốc nha. Đây là cốc cày trái to chà bá luôn nè, khoảng 3-4 trái một ký nè. Trái cốc này tùy theo ý thích của mình thôi, mình thích ăn trái cốc này tại vì thịt nó nhiều, ăn nó đã hơn, phê hơn. Còn nói về cái vấn đề ngọt thì cốc ta của mình nó ngọt hơn, cốc ta của mình sẽ ngọt và thơm hơn trái cốc cày. Rồi mình sẽ vô vấn đề chính nha, cách để làm sao mà gọt trái cốc mà ăn mà không có bị chua ê găng, và gọt để lấy cái thịt bên trong là mình tách sẽ sạch sẽ luôn, ăn sạch sẽ trái cốc chỉ còn lại xương thôi nha. Rồi vào vấn đề chính nha, trước tiên mình sẽ demo chọn một trái sống nha, trái càng sống thì mình gọt và mình tách nó sẽ dễ hơn. Mình thì gọt theo cách mình thì hơi bị hao nha, nhưng mà tùy theo ý thích của mình thôi, chứ mình thì thích gọt nó hao mà nó đừng có bị ê găng, nó không còn cảm giác chua nha. Này mình lấy dao mình gọt. Cái cách của mình chia sẻ đây là mình làm theo cách mình, còn mọi người có cách nào hay hơn thì vui lòng comment nha. Mình sẽ gọt dọc bốn đường này. Mình gọt hơi hao quá mọi người thông cảm nha, tại vì mình gọt như thế này thì nó sẽ không có bị ê găng, nó còn không có còn cái đường viền màu xanh á, đường viền màu xanh nó sẽ làm cho mình ê găng, mình ăn không được nhiều, không ngon, mất ngon. Đó, mình gọt bốn đường là muốn hết trái cốc rồi ha. Tiếp tục mình gọt mấy đường nhỏ còn lại. Cứ việc gọt sâu cho mình, đừng có tiếc. Tại vì mình tiếc mình ăn ê găng, mình sẽ ăn mất ngon. Gọt tới cái lớp màu vàng bên trong nè. Đây là có những cái đường mà vân màu xanh nè. Cái đường này ăn ê găng lắm nè, ăn chua lắm. Gọt mất cái đường gân màu xanh đi. Gọt sạch đi. Rồi xong rồi bắt đầu mình rửa nha. Rồi vào nước mình rửa. Rồi như người ta thông thường ăn theo kiểu chơi truyền thống từ xưa tới giờ thì người ta sẽ tách trái cốc ra thành từng miếng, như vậy sẽ ăn không sạch hết được, không ăn được tới xương luôn. Còn như mà làm như mình kiểu này là cái cách của mình là ăn sẽ sạch sẽ luôn. Thì đầu tiên mình sẽ cắt hai bên nha, trên xuống khoảng 1 phân rưỡi, cắt chạy đường vòng nha, xây vòng trái cốc rồi mình tách nhẹ ra. Đó, xây dòng ở bên kia tách nhẹ ra đó, lấy nha, đó để lú cái phần xương lên nè. Thấy bước đầu tiên mình đã được 2/3 trái cốc rồi, mình đã tách thịt xong xuôi rồi. Mình tương đương mình sẽ làm một cái phần còn lại y chang luôn, các bước thực hiện cũng y chang luôn, sẽ cắt theo kiểu xây vòng tròn nè, tách ra đó. Đây là nó đã ra nè, xây thành tròn đó. Đây đã phần nửa trái cốc rồi ha, các miếng cốc đã tách ra hết rồi.
Rồi bây giờ mình tách nè, còn phần này là mình tách. Rồi vô tách, tách ra từng miếng. Đó, rất là ngọt ha. Mình cứ làm tương tự như vậy, mình tách ra hết trái cốc luôn. Cái này cái tay mình yếu, mình tách không nổi, chứ tay mạnh là tách hết luôn á. Tách mau hơn mình làm. Đây, đã xong hết rồi nha. Đây mình sẽ lột ra cho mọi người thấy là sạch sẽ cỡ nào. Tại cái tay mình không được mạnh nên mình tách hơi bị dụng nha. Mình sẽ làm minh họa demo cho mọi người làm theo thôi, chứ mọi người tách sẽ khéo hơn mình nha. Đó, đây là coi như là bước đầu đã xong xuôi hết rồi nha. Chứ còn cái xương không à, ăn khỏi có tiếc nha. Tiếc làm sao mà mình ăn trái cốc mình ăn không hết nha. Đó, tách sẽ sạch sẽ thôi, còn cái xương này thôi. Như vậy là còn cái xương này nè. Cái xương này mình sẽ ném nó vào cái chỗ nào ẩm ướt như đống rác rồi đó, tự động sẽ nó mọc một cây cốc mới. Mình mà mình tiếp tục mình trồng có một cái cây mới thôi. Vậy là mình sẽ thu hoạch được một cái cây cốc từ cái hột này. Rồi bây giờ về cái trái cốc ta nè, mình cũng sẽ làm tương tự như vậy luôn nha. Đây, mình để gom cái phần này mình bỏ một bên đi. Cái phần thịt cốc mình đã tách ra mình bỏ một bên. Đâm một chén mua ớt nữa, hay là mắm guốc cay gì nữa, đúng bài luôn à, mọi người ha. Đây, nó có hơi dụng nhưng mà mình sẽ ăn sạch ruột nha. Rồi cốc ta thì cũng tiến hành y chang như vậy luôn. Cái cốc này gần chín rồi nè, ăn nó đỡ chua. Gọt hơi bị hao ha. Mình gọt kiểu này như trong tót tót có anh ba khóm cũng ăn khóm kiểu như mình thì chắc hao lắm. Mọi người xin đừng ném đá mình nha. Này là mình hướng dẫn theo cách mình thôi. Ai muốn làm thì theo dõi hết video, còn ai không muốn làm thì xin lướt qua video này nè. Mình cảm ơn nha. Còn một đường nữa là xong. Rồi đã xong rồi nha. Cái cốc ta của mình nè, thơm lắm. Rồi mình cũng sẽ phân tách y chang như trái cốc hồi nãy. Đây, rất là nhẹ nhàng, tại vì trái cốc nhỏ, rất là nhẹ nhàng, sạch sẽ hết nha, không có xương sóc gì hết. Rồi bỏ qua bên, tiếp tục phần còn lại. Nhẹ nhàng tách nó ra thôi. Đây là cho mọi người xem nè. Đó, the đầu của cái cuốn cốc nè tiếp xúc tới cái phần xương nè. Đó, nó có cái một cái que giống như cái tâm vậy ha. Rồi mình sẽ bỏ qua một bên. Vậy là xong 50% rồi nha, hơn 50% rồi đó. Bây giờ mình sẽ tách. Đây, đó, ra một phần. Đó, ra một miếng nữa. Đây, ra một miếng nữa. Tại cái tay mình yếu, mình sẽ tách không nổi, chứ tay ai mạnh là tách mau lắm. Đây, vậy là xong ha. Đây là
ăn tới thấu xương luôn này nè nha. Đó. Mình cà dùng miệng mình cắn xung quanh là sẽ sạch sẽ nha. Rồi qua video mình chia sẻ cái cách mà gọt cóc và ăn cóc là thịt đã sạch sẽ 100%, chỉ còn lại cái xương cóc thôi. Mọi người ai xem video á, thì muốn làm theo cách mình thì hãy lưu video về để tiến hành làm như mình, sẽ ăn hoàn toàn sạch sẽ hết cái phần thịt. Còn ai đã biết cách làm này xin bỏ qua video nha. Rồi mình xin kết thúc video, mến chúc quý vị và các bạn xem video vui vẻ nhé. Đừng quên nhấn like khi thấy video bổ ích nha. Rồi hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong một video tiếp theo. Bye bye.